Sốp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon. Truy cập ngay sốp nơ mơ hạt.com. Kẻ địch xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mơ Hạt. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng đó là Illumia theo yêu cầu của khá là nhiều anh em. Có bạn đó là bình luận lúc nào cũng Illumia đi anh, Illumia đi anh. Ok, thì các bạn thì yêu cầu như vậy thì mình sẽ làm thôi. Nói chung mùa này thì mình cũng làm gần hết đó là tất cả đó là 111 vị tướng rồi anh em ạ. Nhiều anh em đó là những vị tướng mình làm rồi, nhưng mà anh em vẫn đó là bảo làm tiếp đi. À nhầm, mình làm đó là mùa này rồi, nhưng anh em vẫn bảo đó là làm đi. Hoặc là mình có khi mới làm đó là cách đấy đó là vài ba ngày anh em cũng làm. Thì nhiều anh em kiểu là không xem á, lúc nào nó đề xuất anh em mới xem. Còn anh em có lẽ là chưa đăng ký kênh, chưa thông báo, chưa đăng ký kênh, chưa đó là bật thông báo, nên là việc đó là nhiều khi mình mới làm đó là vị tướng đó cách đấy 2-3 ngày anh em lại đó là bình luận làm vị tướng đó đi. Mùa này thì có lẽ là mình làm rất chưa là nhiều rồi, bởi vì vị tướng làng quên mình làm nhiều này, rồi các vị tướng là mình cũng làm nhiều. Có lẽ là chỉ còn đó là một số vị tướng nữa thôi. Như anh em yêu cầu đó là mình làm đó là phở ló, thì phở ló mùa trước thì mình cũng đã đó là cuối mùa mình làm rồi, thì mùa này thì chắc có lẽ là vài ba ngày nữa thì mình sẽ làm phở ló cũng như các vị tướng làng quên khác. Với CG đó là các vị tướng gọi là bị lãng quên anh em ạ. Ok, thì nói chung đối với chất tướng đó là Illumia thì anh em biết rằng thì với vai trò đó là đi đứng giữa cũng ok và DSP rất tốt nha. Lên danh cáo người ta đó là sử dụng Illumia DSP cực kỳ là nhiều luôn á. Đặc biệt thì tại bên địch có những đội hình gọi là đó là có tăng hình thì Illumia bảo kế cũng cực kỳ là tốt. Và trận đấu này thì mình đó là sẽ lên biểu đồ theo thiên hướng đó là tánh cớ dành cho Illumia, chứ không phải là lên đám phép. Với Illumia thì anh em biết rằng tại sao mình nói đó là DSP tốt, bởi vì chiếu thức của vị tướng Illumia thứ nhất đó là có hiệu ứng đó là làm choáng này, xoài tay dài này, có khả năng đẩy lui đối phương này, và đặc biệt đó là chiêu cuối có khả năng kiểm soát đó là tầm nhìn nữa. Vì thế Illumia anh em thấy rằng thì là một chất tướng đó là SP cũng cực kỳ là hiệu quả ở thời điểm hiện tại, chứ không riêng gì đó là đi đường giữa nhá. Đi đường giữa thì chắc chắn là anh em lên theo thiên hướng đám phẹp rồi. Còn DSP ở trận đấu này mình sẽ lên theo thiên hướng đó là full tánh dành cho vị trí của Illumia, thì anh em cùng theo dõi. Về chiêu thức của vị tướng Illumia như thế nào thì mình sẽ phân tích cụ thể cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em gọi là sử dụng đó là theo hướng chỉ định, trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương. Chiêu này thì có hai dạng, đó là ở dạng đó là anh em có nội tài, ở dạng đó là anh em không có nội tài. Ở dạng không có nội tài thì anh em chỉ tung ra đó là bình thường, gây sát thương đó là vào tướng địch. Còn ở dạng có nội tài như thế này thì anh em tung ra đó là cây lượng sát thương lớn hơn, bên cạnh đó thì hất tung đó là tướng địch nữa. Còn về chiêu hái của vị tướng đó là Illumia thì đó là anh em sử dụng thì đối phương mà ở gần trong phạm vi thì sẽ đẩy lui ra xa, đó là làm chậm tốc độ di chuyển của tướng địch và tăng gọi là tốc độ di chuyển cho bản thân Illumia. Còn về chiêu cuối của vị tướng Illumia thì anh em kích hoạt một phát thì sẽ đó là thân trần á, tức là đám từ trên trời đó là rơi xuống. Đấy, ví dụ phát này chẳng hạn, thì anh em thấy khi mình thân trần một phát thì tất cả đó là tay bên địch sẽ bị lộ tầm nhìn, trúng tướng địch thì gây sát thương và làm choáng. Về chiêu cuối thì nếu mà tay bên địch gọi là tụ tập đống một chỗ á, thì thân trần
của Illume sẽ cực kỳ là hiệu quả luôn. Thì đó là về chiếu thức của vị tướng Illume, mình phân tích cho anh em như vậy. Và anh em biết rằng Illume thì phía dưới thanh máu có hai điểm, đó là nội tài đúng không? Thì khi mà đủ đạt đủ đó là hai điểm thì anh em sẽ sử dụng đó là chiêu 1 ở dạng đánh đó là có nội tài. Thì làm thế nào để anh em có đó là hai điểm này để sử dụng đó là chiêu 1 ở dạng đánh nội tài như thế này? Đó là thứ nhất, đó là anh em sử dụng đó là mỗi lần chiêu thức, ví dụ anh em sử dụng chiêu 1 và chiêu 2 phạt là anh em hiển nhiên đó là có hai điểm, tức là hai lần sử dụng chiếu thì anh em sẽ có đó là một phạt đánh nội tài đến từ chiêu 1 đây. Ví dụ hai lần mình sử dụng đó là chiêu 1 thì có một phạt đánh sử dụng đó nội tài chiêu 1 nữa. Bên cạnh đó thì nếu mà sử dụng chiêu 2 trúng tướng địch thì anh em cũng đó là có một phạt đánh nội tài nữa. Đó, đó là về đó là anh em làm sao để đó là có thể đó là tích được điểm nội tài của vị tướng đó là Illume cũng khá là dễ dàng đúng không? Một là sử dụng hai lần chiêu thức, hai đó là anh em đó là sử dụng đó là chiêu 2 trúng tướng địch. Batman có ý định bắt mình nhưng mà đừng nghĩ mình thấp máu mà bắt mình dễ. Khi mà mình lên đồ đó theo thiên hướng đó là phun tanh anh em ạ. Có đôi giày hồ về, có thêm phụ trợ theo thiên hướng đó là cũng có giáp nữa. Nên là vì thế anh em thấy thì Batman khó mà bắt được mình. Có thêm cái giáp hiệp sĩ nữa. Thì về cái combo của vị tướng Illume thì có lẽ đó là đầu tiên thì anh em gọi là cứ sử dụng chiếu thôi, làm sao để có phạt đánh nội tài đó là của chiêu 1, rồi sau đó anh em tung chiếu trúng tướng địch để hất tung rồi làm choáng các kiểu đối phương áp sát, thì anh em sử dụng chiêu 2 để có thể đẩy lui đối phương ra. Bên cạnh đó khi đẩy lui được đối phương ra rồi anh em lại hồi chiêu 1 có thể đó là hất tung làm choáng tướng địch tiếp. Đấy. Nói chung thì về bộ chiêu thức của vị tướng Illume thì đó là cách combo thì cũng khá là đơn giản. Quan trọng là anh em định hướng làm sao cho chuẩn là được. Còn về chiêu cuối thì anh em sử dụng một cách hợp lý để có thể là kiểm soát được đó là tầm nhìn bản đồ. Hai đó là có thể đó là kết thúc đó là mục tiêu. Ba đó là hỗ trợ đó là tím làm choáng. Thì đó là những điểm đó là anh em cần lưu ý về chất tướng Illume và mình phân tích cụ thể cho anh em như vậy. Một chất tướng mình nghĩ là cũng khá là dễ chơi, không có gì là khó cả. Tình huống này thì anh em thấy này, vào thì mình đẩy ra này, rồi cả kiểu rồi. Tình huống này thì xạ thủ té mình đang được bắn, lượng máu của mình cũng khá là thấp, nhưng mà một phá tráo đổi thì vậy là cũng là lời rồi. Khi mà double cứu dành cho xạ thủ tím bên mình, còn mình thì vẫn đó là đủ cái lượng máu để quay trở về. Thì chất nhiên thì với chất tướng Illume thì mình lên theo build này thì chủ yếu là hỗ trợ tím là chính. Bởi vì anh em thấy thì cái đi ấy hỗ trợ của mình thì 108 thì đó là điều đương nhiên rồi, bởi vì khi lên full tánh thì chắc chắn đó là cái lượng đám phép của anh em sẽ hạn chế hơn. Khi lên đó là đám phép bù lại thì sẽ không sợ đó bạt mang sốc đám, không sợ đó là tướng địch anh em ạ. Anh em có thể lên đó là có thể check được, không sao cả. Đối với Illume thì anh em cần lưu ý rằng đó là chiêu 2 anh em sử dụng làm sao cho hợp lý nhá, để mà khi mà đối phương gọi là tiếp cận để bắt anh em có thể đẩy lui đối phương ra. Qua đó thì kích hoạt thêm được một lần đó là nội tài, phạt đánh nội tài của chiêu 1 nữa, có thể làm choáng được tướng địch. Vì thế để bắt được Illume cũng không phải là dễ đâu nha anh em. Ví dụ pha này chẳng hạn này, rồi pha này thì mình sẽ đó là sử dụng đó là thân trần luôn để kiểm soát tầm nhìn làm choáng tướng địch. Vật tiện đó là hai người tém địch lên bảng điểm số rồi bắt luôn ba người lên bảng điểm số, bốn người tém địch lên bảng điểm số, một pha trao đổi hai đổi bốn, vậy là quá là lời luôn rồi. Bây giờ mình có huấn chương trói kháng phép thì thực sự đó là cũng không sợ đó là tú lén của tém địch cho lắm nữa. Rồi anh em thấy thì này thì tu lén này rồi, hất tung tu lén này, đẩy lui ra này, hất tung tiếp này. Và cuối cùng thì tu lén tem địch gọi là lên bảng điểm số. Kiểu là không cho tiếp cận luôn á, đó là điểm mạnh của vị tướng là Illume anh em ạ. AD tem mình thì bị bắt, bắt mán tem địch thì sử dụng vào mình này, rồi chơi luôn này. Tốc biến, ôi thôi xong rồi, pha này dính ngay cái sát vực thì có lẽ là hết chạy thôi. Trời ơi, mình tưởng là tốc biến bỏ chạy được ai dè là cái sát vực chỉ còn một xíu nữa mới hết, và cuối cùng thì cũng không chạy được nữa. Phí mất đó là cái tốc biến anh em ạ, biết thế chưa lại á.
Bởi vì sát vực Omen rồi thì chịu, không có vị tướng nào, chỉ có đó là Zip có thể là cứu được, hoặc là ví dụ như Râu ý. Còn lại thì có lẽ là vô cùng đó là khó khăn. Ok, không sao cả, vậy là cũng được rồi, cũng ổn rồi. Pha này tự nhiên thần trần phạt lùng được mạng của xà thủ tém bên đi, khá là thơm tho anh em ơi. Với chiêu cuối thì có thể hỗ trợ đó là tư xá dành cho đồng đội được rồi. Tình huống này thì sẽ bắt Batman này. Mình thì lên cái mắt nên là Batman lỡ có bất chiêu cuối tăng hình thì mình có thể đó là sử dụng đó là cái mắt để soi map được. Còn Batman chưa vào trạng thái tăng hình thì không cần thiết. Thì anh em thấy thì cái đi ấy thì toàn là hỗ trợ cả anh em ạ. Bởi vì Lumia dễ hỗ trợ lắm, anh em chỉ cần thân trần phạt đó là trúng tướng địch á, thì đó là có điểm hỗ trợ liền á. Nên là vì thế Lumia thì gần như là lúc nào trận đấu nào cũng hỗ trợ cực kỳ là nhiều luôn á. Ô, pha này xà thủ tém địch làm gì đấy? Ô, xà thủ tém bên địch láng à, ô xà thủ tém địch tự nhiên đó là chạy một mạch hay là định khép góc để bắt gọi là tém bên mình. Ok, có lẽ là xa thủ tém địch láng phải anh em ạ, thấy là di chuyển một mạch luôn á. Về phần trang bị dành cho Illumia thì mình sẽ lên những gì? Đầu tiên thì sẽ lên đó là bộ phụ trợ thì mình sẽ lên đó là sói map nhá. Tiếp đến thì mình sẽ lên đó là đôi giày hộ vệ, bởi vì tem bên bàn thì hiệu khống chế cũng không phải là nhiều, nên đôi giày hộ vệ để gia tăng cái độ chống chịu. Sau đó thì khiến đó là thất truyền để kháng gọi là đám vật lý. Bên cạnh đó thì giảm đó là tốc đánh của tướng địch nữa. Sau đó thì huấn chương trói đó là kháng phép. Tiếp đến đó là cây sách túi hôn để giảm khả năng hồi phục của tướng địch. Và cuối cùng đó là giảm hồn mệnh. Tình huống này thì anh em thấy thì vết rét của tém đi cùng quẩy ra chỉ là tốt. Mình phạt đánh nội tài rồi còn một xíu máu và tiền đó là vết rét lên bảng điểm số. Cả khi tém mình thì vẫn chạy được. Batman định bắt mình ở này thì bắt này. Này thì bắt này, mình chuẩn bị đó là hồi thân trần này. Thân trần một phát này, quay trở lại dùng chiếu này chạy đâu. Này thì Batman này định bắt này lên bảng điểm số. Từ kẻ đó là xoắn môi thì biến thành đó là con môi xanh chó đó là tìm bên mình. Vết rét tém địch ý lú trâu vầy. Mình đóng phun tánh nó không trâu anh em. Không trâu mấy lá. Và anh em thấy thì cây đấy của mình quá là đẹp luôn đúng không? 6-1 1-6 ơi, hỗ trợ 16 mạng luôn. Chất tưởng Illumia hỗ trợ cực kỳ là tốt nhá. Anh em thấy thì bắt mán mà để bắt được đó là mình thì có lẽ là khó ấy. Bây giờ mình có cái sách nữa thì giảm khả năng hồi phục của tướng địch. Tất nhiên thì mình té mình cũng lên sách nữa, bởi vì chất tướng của tem bên địch hồi phục cũng khá là tốt á, lên sạch thì sẽ an toàn hơn. Hiệu ứng khống chế cực kỳ là nhiều anh em ạ, choáng và choáng thôi. Rồi Batman tem địch liệu có chạy được hay không? Ôi thôi xong rồi, pha này thì Batman tem địch vẫn chạy được. Solo ạ, này thì solo này, này thì solo này. Thì có thể là solo thì mình khó mà ăn được V-Red, nhưng mà bên cạnh đó thì V-Red mà ăn được mình thì cũng hơi đó là bị vất vả. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó bộ phù hiệu má chủ anh em ạ, nổ đám thôi. Ôi pha này Batman bắt được đó là vị trí của xà thủ tế bên mình rồi. Mình chưa hồi đó là cái phù trợ sói map á. Có ai cứu mình không nhá, chỉ còn một xíu máu. Chiêu thức trúng này, hất tung này, làm choáng này, hất tung này. Ôi nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị đó là tù đen tiền lên bảng điểm số. Lượng máu của mình thấp quá. Về thế trận hiện tại thì nói chung hai bên thì cũng đang khá là ngang bằng nhau thôi, chứ có là lợi thế quá là lớn. Bây giờ thì tém bên nào là tận dụng được lợi thế tốt hơn thì bên đó là sẽ là giành chiến thắng thôi. Đặc biệt thì qua phút thứ 15 có thêm đó là con ta thân xê giá nữa. Rồi mình bảo đó là để từ từ xíu nhá.
Ôi thôi xong rồi, dính cái đàn thân quang rồi. Rất may thì AD tém mình. Đó là vẫn, đó là có thể là lùi lại được. Mình sẽ lên hỗ trợ tím này. Không biết có giữ được cái trụ này hay không nữa. Mỗi người có một giấc mơ. Của bạn là gì? Tấn công Caesar. Bất kể ra sao, hãy luôn tự tin là chính mình. Hiện tại thì có lẽ là tém bên địch thì cũng là trong bụi cỏ, mình thân trần phạt và tém bên địch bị lộ tầm nhìn. Tình huống này có thể chơi được này, lên quất luôn anh em ơi. Rồi, quất luôn này. Chạy đâu. Bắt định bắt xa thủ tém mình ạ. Này thì bắt, ôi vẫn bắt được xa thủ tém bên mình. Nhưng mà không sao cả. Và cuối cùng thì VR tém đi cùng lên bảng điểm số. Ôi 5 người có tém địch lên bảng điểm số luôn. Và chắc chắn thì lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Đóa hoa nở trên chiến trường. Đáng con đó là xa thủ nữa thì chắc chắn là khả năng lấy trụ sẽ cực kỳ là tốt thôi. Về bảng ngọc thì anh em lên cho mình đó là như sau. Ngọc đỏ thì không phép và xến giáo phép. Ngọc tím tốc đánh tốc chạy. Và ngọc xanh tốc đánh và xến giáo phép. Và trận đấu kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nha. Bye bye.